Chucky. Ba ơi, cuốn con đi à? Có chào bà. Thế nào, cuốn con hôm nay đã đỡ ho chưa? Cháu cũng đỡ rồi bà. Bà đi đâu mà xách cả một làn thế bà? Tôi hái mấy quả sồng trong vườn cho cả lớp liên hoan. Cháu đi làm ạ. Vâng, anh đi. Chào bố đi con. Con chào bố ạ. Con vào lớp ngoan nhé. Bà xem nào. Ôi chà, cuốn ho thế này bà đi đường không chịu quàng cái khăn vào cổ. Vào lớp bà cho cô uống thuốc để mau lớn rồi đi làm như bố nhá. Chịu không? Có. Vào lớp nhá. Trưa nay bà cháu mình liên hoan. Bà chào các cháu. Thôi các con vào lớp đi nào. Chúng con vào chơi với các bạn nhé. Dạ. Nhớ đừng tháo khăn ở cổ ra nhé. Vâng ạ. Con vào đi. Cháu bác đến sớm thế ạ? Cháu tưởng sáng bác nghỉ ở nhà để chuẩn bị đồ đạc chiều ra tàu. Có gì đâu mà phải chuẩn bị, có vài bộ quần áo mang đi để mặc. Trưa nay lớp mình liên hoan, để các cháu tiễn bà đi. Lũ trẻ vắng bác sẽ nhớ lắm. Cháu chỉ muốn bác đừng đi. Hay bác lên chơi vài hôm rồi bác lại về. Cũng phải vài tháng chứ không ít đâu. Thương bọn trẻ thật, nhưng bác có mỗi mình chị Hiền là con gái. Lấy chồng 3 năm bây giờ mới có thai. Bác không lên thì ai đỡ đần chị ấy? Cháu nghe bác kể nhà chị ấy lúc nào cũng có người giúp việc cơ mà. Nhưng chẳng gì bằng mẹ ở với con gái. Nếu cô xếp được, mẹ đã trả điện cho bác. Bà ơi, bà vào đây chơi với cháu. Bà vào lớp đi. Bà cháu bà vào lớp nha. Bà ơi, bạn Hùng lấy một con gấu của cháu. Cháu nhường cho bạn một con gấu chứ nhá. Hoàn quá. Các cháu ơi, bây giờ chúng mình học hát nhá. Các cháu có đồng ý không nào? Lại đây. Lại đây cháu. Thế hôm trước cô Nga dạy chúng mình bài gì? Bài Ba. Chúng ta hát nhá. Bé lên ba, bé đi màu sao. Cô thương cháu vì cháu không hát nhẹ. Bóng nước bà sao? Thế mấy giờ tàu chạy hả bà? 3:30 bà. Nhưng tôi phải có mặt ở đó từ 3 giờ. Mình vào ga trước, không tí nữa đông người nhốn nháo, tôi đi một mình không chen được. Thế độ bao lâu thì bà về? Liệu có kịp tầm tháng 7 không? Cũng chưa biết thế nào. Nó đánh điện bảo là có mang đến tháng 4 rồi. Cũng phải đợi cho nó mẹ tròn con vuông. Cháu nó biết ăn bột thì mới về được bà. Chăm sự nhờ bà. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Bà cầm lấy chìa khóa. Thỉnh thoảng bà sang thắp cho ông nhà tôi nén nhang, cho nhà cửa nó khỏi quạnh quẽ. Với lại thứ bảy chủ nhật các cháu nhà bà về, bà cứ sang mở cửa cho chúng nó vào ngủ. Bà cứ yên tâm, vài hôm tôi sang một lần trông coi dọn dẹp tử tế, ông nhà không biết bà đi vắng đâu. Lên đấy với con với cháu, mừng thì mừng thật đấy, nhưng không thoải mái như ở đây. Lên đấy lạ nước lạ cái, ai cũng lo làm lo ăn. Mấy ai mà đêm hôm ngồi thủ thỉ như tôi với bà đây. Bà cứ lo xa, ở đâu quen đấy. Chỉ sợ chỗ khổ, chứ ở đấy sướng thế thì bà còn lo cái nỗi gì. Rồi đến hôm về, thể nào trông bà cũng béo trắng cho mà xem. Lúc ấy lại chả như bà Hòa xóm bên. Lên thành phố hơn 2 năm mà đố ai nhận ra, vì hồi đi gầy đen thế cơ mà. Thôi tôi đi để bà ấy. Sao vội thế bà? Còn những hơn nửa giờ nữa cơ mà. Tôi định tạt qua nhà trẻ chơi với các cháu một tí.
Bà đi ngang nhà đợi tôi. Tôi gửi biếu vợ chồng cháu chục bánh đa. Quả quê chẳng có gì cả. Vâng vâng, tôi xin bà. Tôi đi chúc bà đi mẹ khỏe nhé. Vâng, cho tôi gửi lời hỏi thăm vợ chồng cái gì. Chúc mẹ tròn con vuông nhá. Đẻ con trai đầu lòng đấy. Trai gái gì cũng là con. Cứ có con là tôi mừng rồi. Vợ thằng hưởng trong đồng hành. Tình hài để con gái tôi có nghĩ gì đâu. À, hay là để tôi bảo thằng Tài lấy xe chở bà ra ga nhá. Thôi bà, tôi đi bộ. Mấy chốc là đến rồi mà. Đi xe không bác ơi? Dạ không ạ, cảm ơn chú. Cháu lên ba hai ba. Cháu lên ba, cháu đi mau nào. Cô yêu cháu vì cho không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ để mẹ chồng thấy trái. Ta vào nhà nấy ông bà vui thấy cười. La 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 la. Bà chào các cháu. Các cháu ở nhà ngoan nhá. Phải nghe lời cô nhá. Ơ cún con lại quên quàng khăn rồi này. Cún con phải chịu khó quàng khăn thì mới khỏi ho chứ. Thả lũ chúng bay, bà nhớ lắm đấy. Ở nhà các cháu như nghe lời cô nhá. Khi về bà sẽ mua quà cho cả lớp. Bà đi nhá. Các con quay tay chào bà đi nào. Bà chào tất cả các con. Bà đi nhá. Các con nói xin chào các bà đi mạnh khỏe nào. Bà đi nhá. Bà đi nhá. Bà đi nhá. Chào chú tôi đi nhá. Vâng, bà Hiền bắt đầu cách mạng đấy. Lên thành phố nhớ đừng quên chúng cháu đấy nhá. Vâng. Làm ơn chỉ cho phố Xuân Diệu à? À, bác đi lên ngã ba, hỏi lối vào phủ ấy. Vâng, vâng. Cảm ơn bà. Cháu mời bác uống nước ạ. À. Mẹ ra mà không điện, để con bảo anh ấy đi đón cho đỡ khổ. Có mỗi một đoạn đường, bằng từ nhà ra trạm thủy lợi xã. Ấy là mẹ chưa quen đường, với lại mải tránh xe. Không thì 15 phút là về đến nhà. Sao bác không gọi xe ôm chở? Chỉ mất 2.000 mà lại đỡ mệt. Họ cũng mời đấy nhưng ngại lắm. Chả biết ai tốt ai xấu. Nghe nói ở đây xe ôm đèo khách rồi cướp của. Sợ lắm cháu ạ. Bác nói chuyện y như hồi cháu mới lên làm ấy. Nhìn ai cũng kinh. Có cháo với bún đấy. Mẹ ăn cái gì con bảo con xe nó nấu cho. Mẹ ăn cái bánh mì trên tàu vẫn còn no nguyên. Thôi em vào trong nhà dọn dẹp nốt đi. Vâng. Bác vào chơi ạ. Con bé cũng nhanh nhẹn đấy chứ. Sao con lại cho về? Về là về thế thôi. Lúc nào tiện con sẽ nói sau. Mẹ lên đây với con là tốt nhất. Chẳng gì có thể bằng ở với mẹ. Nhưng mà mẹ không ở lâu được đâu. Con sinh xong cháu biết lễ là mẹ về. Bác ơi, cháu nướng ăn nhé. Xem đặc sản quê bác có ngon không. Cháu nướng mà ăn. Quà của bác Thoa gửi cho đấy. Bác ấy tốt mà chu đáo lắm. Gửi vài cái ăn cho vui là được rồi. Bác ấy gửi nhiều thế rồi lại mất công nướng, cách cách lắm ạ. Của một đồng công một nén.
Sen ơi, lấy cho chị cái khăn với cả lọ sữa tắm nhét vào túi cho chị nhé. Mẹ nghỉ ngơi ở nhà, tắm rửa cho mát. Con đi tập thể dục, độ 2 tiếng con về. Chết, con phải kiêng chứ. Vận động nhiều là nguy hiểm đấy. Mẹ yên tâm, con tập có bài bản không sao đâu ạ. Đây ạ. Nhớ pha nước ấm cho bà tắm nhé. Vâng. Rồi bật tivi xem cho vui. Mà đừng có bật to kiểu bà đau đầu đấy. Vâng. Lấy cho chị cái xe. Mà ở nhà làm ngay hai con gái đi kẻo hôi. Con đi mẹ ạ. Con đi. Quần áo bà thay xong, nhớ giặt ngay rồi phơi cho khô nghe chưa? Dạ vâng ạ. Đóng cửa vào. Hôm nay có bác, chị cũng khóa như mọi khi à? Mày đừng có lý do lý chấu, bà không đi đâu cả. Cháu pha nước. Kệ bác, bác làm được. Bác làm được á? Hồi cháu mới lên phải mất một tuần vặn ra vặn vào mới nhớ đấy. Bác lỡ ngớ vặn đúng vòi nước nóng thì xong đấy. Thì cháu hướng dẫn cho bác, chứ việc gì cũng bắt cháu làm. Đến khi cháu về, bác biết xoay xả thế nào. Cháu đón bác không ở lâu được đâu. Thân già cặm cụi một mình buồn chết đi được. Hàng xóm quanh đây có người nào già bằng tuổi bác không? Có, cũng gốc các quê như bác với cháu. Nhưng bác không quan hệ được đâu. Sao thế? Tại họ là ô xin. Người làm công ấy mà. Còn bác dù sao cũng là mẹ của chủ, không ai dám nói chuyện. Với lại cửa nhà mình luôn khóa, bác có muốn ra ngoài cũng không được. Thôi, cháu đi làm gà đây. À, bác có xem tivi không? À, không. Bác nghỉ một lát rồi đi tắm. Alo. Vâng, Hương Sen đây ạ. Bác ơi, bác lên gác đi. Ở dưới này không có chỗ đâu. Em không đi được, phải làm gà. Với lại, cửa khóa rồi. Anh mang đến cho em được không? Bố mày, làm bà hết cả hồn. Sen ơi. Dạ, cháu ở trong này. Bà chưa ngủ ạ? Mọi khi cháu ngủ ở đâu? Ở dưới này. Tôi lấy chăn và gối ở trong tủ ra đắp. Bác thích thì giữ ngủ với cháu cho vui. Bác cũng định thế. Bác không nằm ở trên ấy đâu. Ấy chết cháu đùa. Chỗ ấy là dành cho cháu, bác không ngủ được đâu. Bác không quen nằm đệm. Nó cứ bồng bềnh lắc lư, chóng mặt lắm. Bác cũng phải quen dần thì mới ở với vợ chồng chị Hiền được. Có những cái khó bằng vạn ấy chứ. Bác cứ để cháu làm một loáng là xong ấy mà. Hai bác cháu cùng làm cho vui. Vừa làm vừa nói chuyện. Thế cháu thích làm ở đây hay thích về quê hơn? Hồi mới lên
cháu chỉ muốn về. Bây giờ quen, cháu lại thích ở. Đúng lúc thích thì bác lên, cháu phải về thôi. Bác cũng không muốn ở đây lâu, nhưng chị Hiền có thai. Bác phải lên chăm nom. Chị Hiền bảo bác thế à? Ở quê, bác trông trẻ xí nghiệp nơi bác làm việc cũ. Tự dưng bỏ đến đây xa lũ trẻ, cũng buồn lắm cháu à. Nhưng mà cũng vì con gái mà bác phải đến đây. Người muốn ở thì chẳng giữ, người không muốn đi lại bắt đi. Bác ngồi đây nè. Nhanh lên, đưa đây cho em. Có đẹp không ạ? Đẹp, trông như diễn viên ý. Nhưng cất ngay đi, kẻo lộ là xong đấy. Xong thì cũng xong rồi. Vài hôm nữa em về quê, về hẳn. Sen về thì ai trong nhà cho họ? Mà Sen đang thích ở đây cơ mà. Chị Hiền nói có thai, nên bà cụ vừa ra. Thôi, vào nhà hãy xem. Anh đi học đây. Sắp thi vượt rào rồi, có gì gọi điện sau nhé. Đi nhé. Cháu vào xem cái gì nó rè rè thế. Cái gì nó kêu thế này Sen? Máy bơm đấy bà. Hết nước nó tự bơm đầy bể. Thì anh về. Mẹ mới ra, anh không ăn cơm thì về sớm. Chào bà cụ một câu cho phải phép. Mai em mua vé cho con Sen nó về đấy. Thôi được rồi, tùy anh giải quyết. Nhưng kiểu gì thì cũng phải có người đưa nó đến tận toa tàu. Chờ tàu chạy mới được về, ngộ nhỡ nó đi đâu thì chết ấy. Thôi nhá. Thôi, đừng khóc nữa. Anh chị cũng không muốn như thế này. Nhưng lỗi là do em gây ra, em phải gánh chịu. Ngoài tiền lương tháng này, anh chị còn cho em thêm 200 ngàn. Về quê, dành dụm mà lấy chồng. Mày sẽ điện cho chú Thắng ra ga đón em. Anh chị sẽ không kể với ai ở quê. Em không phải lo. Em còn ý kiến gì nữa không? Thôi, em đi ngủ đi. Chị mua cho em bộ quần áo mới để Tết mặc. Anh xin. Tối nay mẹ ngủ ở đâu? Em lấy tạm cái chăn để mang xuống phòng khách. Tối nay em sẽ ngủ với mẹ. Mà ngày mai anh đi làm về sớm, lắp lại cái giường cũ cho mẹ. Mẹ không quen nằm đệm đâu. Thêm đã nói thật với mẹ lý do mời mẹ lên đây chưa? Để lát nữa em sẽ nói với mẹ. Thêm về cũng phải độ một tuần, cụ mới quen sử dụng đồ trong nhà. Anh có gì không bằng lòng thì cũng phải thông cảm, đừng để bà cụ tự ái. Các cụ già hay càng nghĩ lắm. Anh chỉ lo bà cụ không chịu ở lâu. Để nhà cửa cho mẹ trông thì nhất. Cái cảnh sấp sấp ngửa ngửa, vừa lo việc cơ quan vừa lo việc gia đình mệt lắm. Vợ chồng ông Chiến
vừa đưa bà cô ruột lên đây, khen rối rít là sướng, là nhàn đấy. Em nói thế này, anh phấn đấu với cơ quan xã hội thế nào em không biết. 2 năm nữa phải đẻ, để lâu em bỏ đấy. Đang định làm ông nọ bà kia, để cho em hưởng lộc về sau này. Đang trong giai đoạn tạo nguồn, mình mà không nắm được thời cơ là hỏng hết sự nghiệp. Con xem nào. Con này hư quá. Ừ đòi không giống ai cả. Nó bắt chia con đây thôi. Ôi giời, thân phận quê mùa, nó tưởng thế là đẹp nên hén làm theo. Để con đưa cho chồng con xem rồi nói chuyện với nó luôn. Một thể con này, đằng nào mai con cũng cho nó về rồi. Thôi, con biết thế thôi. Để mẹ cất đi nhá. Con cho nó về quê cũng vì cái tội như thế này. Ai lại ở nhà, vợ chồng con đi làm, nó đưa mấy đứa bạn vào nhà chơi. Nói dại, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mình lại mang tiếng. Chưa kể, đồ đạc trong nhà toàn đặc triệu à. Mới lên đây thì xấu, đen nhẻm, được mấy năm ăn trắng mặc trơn. Lại dậy thì, thế là biết hẹn hò, đàn đúng với người lạ. Chả biết là người thế nào, cũng đồng ý nhận lời đi chơi. Khuyên bảo nó, thì nó cho là mình chèn ép. Đến khi cấm, chốt cửa khóa, thì nó lại gọi điện. Nửa đêm, điện thoại đổ chuông inh ỏi, tưởng về cơ quan gấp gáp. Ai dè, một thằng ất ơ hồn nhiên hỏi cho gọp hương sen. Đấy, đến cái tên, nó cũng đưa đòi đệm thêm chữ hương, thành hương sen cho điệu đàng. Rõ khổ, lên thành phố, không bắt nhịp được thì trở thành lạc hậu. Mà ai thích nghi quá thì lại đâm hư, bỏ quên gốc gác con người của mình. Ngẫm ra mình không thể bỏ quê mình đi đâu được. Thôi, con đi ngủ đi, mai còn đi làm. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì thế? Có cần phải nói ngay không? Con xin lỗi, con không hề có thai. Con muốn mẹ lên ở với vợ chồng con. Chúng con cần mẹ. Cho con xen về, nhà cửa không có ai trông nom. Bọn con lại đi làm cả ngày. Anh chị lại bày đặt để biến tôi thành đứa ở cho anh chị à? Mẹ ạ, cực chẳng đã mới phải làm như thế này. Nếu con không điện thế thì mẹ chẳng chịu lên ngay. Mẹ ở với chúng con, cuộc sống văn minh hơn. Mà mẹ con mình lại luôn ở gần bên nhau. Chẳng ai chiều con gái bằng mẹ. Nhưng mẹ không quen sống ở đây. Điện đó sinh hoạt xa lạ lắm. Con chỉ hướng dẫn một tẹo là mẹ biết. Thời gian đầu mẹ chưa quen, nhầm lẫn là chuyện tất nhiên. Con làm mẹ khó xử quá. Chẳng lẽ đã lên đây lại về ngay, mà ở lại cứ quanh ra quẩn vào với cái nhà không buồn lắm. Tuổi mẹ cần có người để chuyện trò. Dễ ợt, tivi đấy, mẹ cứ bật cả ngày, thích thì xem. Con sẽ thuê phim bộ tâm lý xã hội về, đảm bảo mẹ mê ngay. Có rước xe mời mẹ đi chơi thì mẹ cũng chẳng đi. Mẹ cứ ở đây độ 2 năm, công việc ổn định rồi. Mẹ có muốn về thì con cũng không dám giữ ạ. Mẹ không dám hứa, mà không được là mẹ về ngay đấy nhá. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ cố thử xem sao. Con biết thế nào mẹ cũng đồng ý mà.
Bác có mua gì cứ vào chợ mà mua, bác có ra lấy cũng được. Tôi mua rau cải rồi cô ạ. Chợ này sạch sẽ phong quang quá nhỉ. Vâng, hôm nay là tuần lễ sạch cho quận Thất Động. Mọi hôm cháu ngồi sát lề đường, hôm nay phải tụt vào trong. Từ sáng đến giờ bán hầu như chỉ toàn khách quen thôi ạ. Tôi cũng đã là khách quen rồi. Bác là mẹ chị Hiền, lên đây gần một tháng rồi, cháu lạ gì? Chồng chị Hiền nhận thịt quay của cháu lắm đấy. Mấy hôm đầu chưa quen chợ muối ở đây, nó dặn mua thịt quay mà nhớ nhắc tìm mãi không ra. Khổ cái, chồng nó bảo phải tìm đúng hàng cô mới mua. Nó tả tỉ mỉ mà tôi vẫn nhầm. Bác cho cháu gửi, bác cho xin 26.000 ạ. 26 à? Dạ vâng. Thế bác đã quen hẳn chưa ạ? Tạm tạm thôi cô. Nhiều cái thành nếp rồi, không sửa được cô. Bác cho cháu gửi. Vâng, tôi về nhá. Dạ vâng, chào bác. Bà Hiên có phải không? Bà Hiên. Đúng bà Hiên rồi. Bà có nhận ra tôi không? Ôi, ông Hào, thì ra ông cũng ở đây à? Tôi lên với thằng Út được 2 năm rồi. Thế còn bà? Tôi lên đây được 1 tháng, cứ tưởng ở đây không có ai quen. Ai dè hôm nay lại được gặp ông. Thế ông ở đâu? Tôi ở bãi phố Lò Sũ cơ. Hôm nay đi đón thằng cháu ở dưới bà ngoại. Chỗ nào bà lên chơi nhá. Vâng, ông ghi địa chỉ cho tôi. Vâng, vẫn tác phong quản đốc này nào, lúc nào cũng sẵn giấy bút ở trong túi. Quen rồi. Tôi ghi cả số điện thoại cho bà nhá. Vâng. Thế nhà bà có số điện thoại không? Có, nhưng mà tôi không nhớ. Đã gọi bao giờ đâu. Tôi đi nhá. Vâng. Ông Nguyên là tổ bà, cũng ở đây đây. À thế à? Tôi đi nhá. Vâng. Hôm nào nhớ đến chơi đấy. Được rồi. Bà đi nhá. Vâng. Vào trong này. Tới đầu ngõ, tưởng nhà ông xây to thế, hóa ra lọt thỏm mãi trong này. Bà ngồi. Bà uống nước gì? Nước hoa quả nhá. Thôi, thứ đó để cho cháu ông, cho tôi ngụm nước lọc. Vâng. Bà uống đi. Ông Ông đây. Ngoan nhá. Ông ngủ với cháu cơ. Ông nằm với cháu cơ. Ông để tôi hộ cho. Không cần đâu. Nó lại hơi bà, nó lại khóc đấy. Chắc bố mẹ nó đến tối mới về. Mẹ nó độ 7 giờ về. Còn bố nó làm ăn đi qua đêm là chuyện thường xuyên. Bây giờ tôi ở đây còn đỡ đấy. Chứ ngày trước á, nhà cửa cứ tanh bành ra. Còn thằng cu này phải vứt cho bà ngoại trông đấy. Nằm xuống đây nhá cháu nhá. Ngủ nào. Ngoan nào. Ngủ nhá. Ngủ nào. Alo. Vâng, đây là nhà Hào Hoa. Có việc gì không ạ? Em nó đi vắng, tôi là bố nó. Có việc gì tôi sẽ nhắn lại. Vâng vâng, đợi tôi lấy cái bút mới quyển sổ. Alo, anh đọc đi ạ. 7:30 sáng chủ nhật. Hàng về tập kết ở bãi. Anh Dũng 0904294408. Vâng, được rồi ạ. Em nó về tôi sẽ nhắn ạ. Vâng, chào anh ạ. Cứ bảo lên đây chơi, lo hết việc nhà cho vợ chồng nó cũng bở hơi tai.
Chưa kể ông nhõn kia lên cơn quấy cũng mệt đấy ạ. Hóa ra ở đàm nhà tôi lại sướng hơn. Ngày lo cơm bữa tối, buổi trưa mình tự ăn. Vợ chồng nó chưa có con nên cũng nhàn. Ngày xưa làm quản đốc, hơn 40 người mà việc cứ dầm dắt. Bây giờ chỉ có mỗi gia đình thằng Út, mà lắm lúc tôi cũng hoảng quá. Lâu rồi cũng thành quen, chặt lưỡi làm thì cũng xong tất. Đúng là chuyện đời, biết thế nào mà lường được. Quản đốc bây giờ thành vú em, chỉ còn thiếu mỗi cái váy hoa. Còn thiếu kiêm thư ký văn phòng chuyên trực điện thoại nữa. Thế còn bà, lên đây hơn 1 tháng, đã quen người quen việc chưa? Cũng tạm tạm rồi ông ạ. Hôm qua nấu cơm, cắm điện tưởng là xong, ai ngờ mải nhặt rau quên béng phải bật cái công tắc điện. Đến khi ăn mở ra, gạo vẫn hoàn gạo ông ạ. À, để tôi lấy cái này, bà ăn thử xem sao nhé. Chắc bà chưa ăn đâu. Ông có cách gì hỏi số điện thoại nhà trẻ của nhà máy mình không? Tôi muốn gọi điện về hỏi tình hình lũ trẻ xem sao. Được, để tôi hỏi cho. Này, bà ăn được cái này, coi như là thích nghi được với thành phố đấy. Tưởng gì, hóa là kẹo. Thế mà ông làm tôi hoang mang. Thế ông bảo Nguyên ở đây, ông ở đâu? Ông lên đây đã lâu chưa? Thâm niên còn hơn tôi. Ông ấy không vất vả bằng tôi, nhưng rơi vào hoàn cảnh không có ai tiếp chuyện. Mà tính ông ấy bà lạ gì, thích hàn huyên trò chuyện. Ông ấy kể hồi mới lên, cứ quen tác phong quê mùa, tạt vào nhà này nhà khác chuyện gẫu thăm hỏi. Mãi sau này mới biết ở đây người ta không thích kiểu như vậy. Đất có lề, quê có thói, tự dưng phải ép mình theo kiểu sống khác, cũng khó chịu lắm, nhưng biết thế nào được. Còn cháu sống ngày càng hiện đại văn minh, xã hội đi lên, không lẽ mình lại chạy ngược lại. Ông ấy vẫn khuyên tôi thế, để cố mà quen. Ông ơi, sao cái kẹo ông đưa cho tôi bây giờ nó dai như sơ mít ông ạ? À? Kẹo cao su mà lại. Khi nào nhai chán thì bà vứt đi. Kẹo này chỉ ngọt lúc đầu thôi. Sau giết thời gian, nhai chơi cho vui. Thôi chết, tôi phải về, đến giờ cơm nước rồi. Hôm khác tôi lại chơi, gặp được nhau đây là quý hóa lắm rồi. Còn sớm, nấu cơm điện chỉ nửa tiếng là xong. Rồi, bà cứ làm tôi không biết gì. Không, tôi phải về, tôi sẽ gọi điện cho ông sau, tôi về nhá. Để tôi ghi số điện thoại của ông Nguyên cho bà đã. Alo, vâng, đây là nhà Hà Hoa. Tôi là bố nó, có việc gì anh cứ nhắn lại. Ông Hào đấy à? Tôi về đến nhà rồi nhá. Đi đường tôi vứt cái kẹo của ông đi rồi. Bà vừa về thì thằng này nó dậy, quấy quá cơ. Hay nó đòi ăn. Trẻ con mới ngủ dậy là hay hơn lắm đấy. Này, dỗ một tí là nó nín thôi. Cho nó ăn gì cũng không chịu. Thỉnh thoảng nó vẫn thế. Thôi bà nhá, để tôi cho nó ra ngoài chơi vậy. À này, ông này, ông nhớ hỏi số điện thoại nhà trẻ cho tôi nhé. Vâng, chào bà. Vâng, vâng, chào ông. Oh,
Hiền ơi. Mấy giờ em về? Đội 6 giờ là cùng. Thế anh hỏi có việc gì? Tối nay sếp của anh tổ chức làm lễ đẩy tháng cho thằng cháu đích tôn. Ông ấy mời vợ chồng mình. Sao anh không điện cho em trước? Có việc đi qua đây, nói luôn, gặp trực tiếp, nó trang trọng, kiểu gì cũng phải đi. Có lợi cho quan hệ của bọn mình lắm. Em về sớm, độ 7 giờ kém 15 anh sẽ có mặt ở nhà. Lại để bà cụ ăn cơm một mình à? Hay là ăn với cụ một bát rồi đi? Không được, ăn uống ở nhà con cà con kê muộn mất. Ông ấy mời 7 giờ 15 thì kiểu gì mình cũng phải đến đúng giờ. Còn thủ tục quà cáp nữa. Anh đã điện về bảo bà cụ đừng nấu cơm. Lát nữa về em mua cho cụ suất gà tần. Thế là xong. Việc của anh lúc nào mà chả quan trọng. Mang tiếng mẹ ra ở với con gái, mà hai vợ chồng lại từ sáng tới tối, để bà cụ tui thủ một mình. Cặm cụi nấu nướng các món ăn ngon lành, chăm con, đến tối con không về, tội lắm. Ai chẳng muốn báo hiếu cho cha mẹ, nhưng hoàn cảnh nó thế. Hoàn cảnh? Em không muốn lạm dụng tình thương của mẹ. Chỉ thương con gái, cụ mới chịu ở lại đây. Mình cứ xử không khéo, dễ làm tổn thương đến tấm lòng của mẹ. Em nói có lý, rất hay. Nhưng em có chịu bỏ mấy buổi làm đẹp kiểu này để về nhà sớm với mẹ không? Chính em đề nghị cho con Sen về để đưa mẹ lên đây. Kiểu gì em cũng nói được. Thôi anh về trước đi, em sẽ nghỉ tập về luôn. Thế có phải chuẩn bị quà cáp gì không để em mua? Tiền tươi, một vé đấy em ạ. Làm sẵn cho anh bộ quần áo nhé. Mẹ ơi, mẹ vào ăn cho nóng nhá. Món ăn của tàu bổ lắm đấy. Phía dưới có ngải cứu, mẹ cố gắng ăn đừng bỏ. Hai vợ chồng lại định đi đâu à? Dạ, chúng con đi có tí việc thôi mà. Giấy đây mẹ. Tay mẹ làm sao thế ạ? Mẹ ngồi không thấy buồn. Lấy mẩu chè vót ít tăm nên bị đứt tay. Nhưng mà không sao đâu con ạ. Thế mẹ đã bôi thuốc gì chưa? Mẹ xin ông hàng xóm ít thuốc lào, dịt vào cầm máu rồi mà. Để con lấy cho mẹ cái băng dính. Ai lại buộc vải nham nhở như thế này, khéo nhiễm trùng mất đấy. Không cần đâu con ơi. Mấy trăm một gói tăm, mẹ dùng thoải mái. Mẹ lọ mọ làm gì cho khổ à? Ở quê dùng tăm tre, lên đây dùng tăm gỗ hai đầu nhọn hoắt. Mẹ không quen. Ngày mai con sẽ tìm mua tăm tre cho mẹ. Có gì khó mẹ cứ bảo con. Mẹ không nói ra, làm sao con biết mà làm ạ? Các con bận nhiều việc, hết việc cơ quan, lại việc xã hội. Mẹ chỉ sợ làm phiền các con. Thôi, được rồi đấy, con làm gì thì làm đi kẻo muộn. Vâng, để con lấy cho mẹ cốc nước. Alo. Xin lỗi, có phải nhà ông Nguyên không ạ? Vâng, tôi Nguyên đây. Ông có nhận ra hay không? Ai thế ạ? Xin lỗi, thế chị là ai ạ? Không nhận ra phải không? Ông quên hết cả bạn bè rồi. Nghe tiếng ông là tôi nhận ra ngay. Tôi chịu, ở đây tôi không quen ai cả. Tôi, Hiên đây. Hiên nào? Hiên làm cùng tổ với ông ở nhà máy ấy. Cái hồi ông Hào làm quản đốc. Nhận ra chưa? Ê? Bà Hiên đấy à? Bà lên từ bao giờ thế? Gần tháng rồi. Úi dồi, gần một tháng rồi cơ à? Thế mà tôi chả biết gì cả. Này, sao lên nhà tôi chơi? Cũng định đến ông mấy lần, nhưng một mình không dám đi. Mấy hôm nay phải ở nhà trông thợ sửa đường nước. Các cháu nó đi làm bận cả ngày. Hôm vừa rồi tôi đến nhà ông Hào nên mới biết số điện thoại của ông. Thế bà ở đây có lâu không? Cháu nó điện bảo tôi lên ngay. Thế là tôi phải đi, bỏ hết tất cả công việc ở nhà. Tội nhất là đám trẻ con ở nhà trẻ xí nghiệp. Bà cháu ngày nào cũng quấn quýt,
tự dưng đi, cứ như là mình có lỗi với chúng ấy. Không biết đến bao giờ tôi mới về được đây. Bà cứ học tôi đây này, 3 năm rồi. Ông Hảo ấy loáng một cái đã 2 năm. Mà cái ông Hảo ấy cấm có nói với tôi. Tôi bảo để tự tôi gọi cho bất ngờ. Bà chờ tôi tí nhá. Xong rồi. Này, tôi cũng đồng cảnh ngộ với bà. Tôi về hưu xong cũng chẳng có việc gì làm. Mà chúng nó ở đây thì đang bí, cũng thương con thương cháu chẳng nỡ. Này, hôm nào bà đến tôi chơi, tôi bảo cho bà ít kinh nghiệm. Này, sống ở đây ấy, phải quen mới sống được, chứ mà không ấy à, chán hơn cả tù giam lỏng ấy. Đôi này cũng đỡ rồi, chứ tuần đầu tiên đêm không sao ngủ được, người cứ bã ra, ăn chẳng buồn ăn, ốm không ra ốm, khỏe không ra khỏe, cứ lành quanh một mình, hết đi ra lại đi vào, chờ đến tối con về ăn cơm. Giống hẹp tôi thôi. Rồi về sau này bố Tiến nó phát cả ngày, mình cũng đỡ. Chương trình gì tôi cũng xem, lại cứ phải kéo ghế ngồi sát vô tuyến vì mắt tôi nó kém. Có cái tivi thì nó cũng như có người trong nhà, nó cũng đỡ. Nhưng mà chỉ tôi cái người này nói nhiều quá, cứ nói mà không nghe, mà không cho tôi nói lại. Tôi thì không sao xem lâu được, mỏi mắt lắm, mà như thế thì tốn điện chết. Nhưng bây giờ thì khác. Cũng quen rồi, chỉ còn mỗi thú vui gọi điện thoại. Rồi thì mong đến chiều đón con bé cháu về, tắm rửa cho nó, rồi ông cháu nô đùa với nhau, chơi trò bán hàng, rồi nấu cơm tối là qua một ngày dài. Ấy, có ai gọi cửa, để lúc khác tôi gọi lại cho ông nhé. Vâng, này, bà cứ gọi cho tôi nhé. Nhưng nhớ gọi ban ngày, tôi nói chuyện trước mặt con nó không tiện. Thôi, xin chào bà nhé. Mẹ điện thoại gì mà lâu thế? Con điện 4-5 lần mà máy bận suốt à? Mẹ nói chuyện với bác Nguyên, trước cùng làm nhà máy với mẹ. Bác ấy cũng ra đây ở với con được 3 năm rồi đấy. Thế mà con cứ sợ máy bị kênh. Chiều có cái hẹn, người ta gọi điện thoại vì công việc. Thế có ai gọi cho con không ạ? Không con ạ. Chưa biết chừng, máy cứ bận suốt thế này, ai người ta gọi được. Mẹ mang vào bếp cho con, còn riêng lạp sườn cất vào tủ lạnh ấy. Mà nếu có ai gọi điện thoại đến, mẹ nói họ là nhắn vào số điện thoại này cho con. Chiều con có ăn cơm không? Có ạ. Mà mẹ đừng có nấu sớm, để nguội mất ngon. Chồng con ăn uống khó tính lắm. Buổi sáng có cô thu tiền điện đến, mẹ bảo tối trở lại. Kệ họ, mới đầu tháng bao nhiêu thứ phải lo, để mấy hôm nữa con đóng cũng chẳng sao. Thôi con đi đây. À, từ giờ đến tối, mẹ cố gắng đừng gọi điện thoại, kẻo người ta gọi lại không được. Cháu ngồi chơi ngoan nhé, đói bụng chưa nào? Ngoan nhé. Để ông nấu cơm ăn nhé, ngoan ngoan. Alo, Nguyên ơi, này, đang làm gì đây? Đang kho cá. Sao mà hôm nay ông nấu nướng sớm thế? Không phải dọn dẹp lau nhà gì cả? Lau rồi, trơn ngã cái tí chết đấy. Cũng may không đụng đồ vào đâu cả,
bôi dầu vào tay rồi. Thế trưa nay ông ăn gì? Gì nhằng gặp gì ăn đấy. Không nhịn đói một mạch đến chiều, làm gói mì tôm. Thế là xong. Này, bà Hiên vừa gọi điện cho tôi. Nói chuyện phải 15 phút. Bà ấy chưa quen nên có phải chán lắm. Bà ấy cũng bảo với tôi thế. Này, ông có thích uống cà phê sữa không? Loại xịn nhá, mà đổ nước sôi ngoái tan uống liền. Ôi, dễ đau bụng lắm. Ui giời. Tôi chỉ nghiện chè, có thì mang cho tôi một ít. Này này, thôi được rồi, để tôi tìm. Chè ngon thì mới cho ông. Chứ loại thường ông thiếu gì, phải không? Dạo này hai vợ chồng nó lo làm ăn. Đánh quả gì đấy, hay về khuya lắm. Nhà cửa bỏ mà. Chè thuốc cũng chả mua gì cho tôi cả. Lắm lúc thèm cứ phải do đầu ngõ uống tạm đấy. Cơm nấu để sẵn, cha đứa nào về ăn lại phải cất vào tủ lạnh. Tôi linh tính, thế nào cũng có chuyện đâu ạ. Ông cứ lo xa, chúng nó khôn ngoan, ai động đến chúng nó được. Chả biết thế nào đâu. Làm việc nhà nước thì không nói làm gì, chứ chúng nó buôn bán, ai mà dám chắc là không xảy ra chuyện. Dạo này người ta gọi điện đến nhiều lắm. Chúng nó ở nhà hẳn hoi, mà cứ bắt tôi nói là chúng nó đi vắng, cần gì thì nhắn lại. Thôi ông ạ, thương con thì mình lo lắng thế, chứ bây giờ mình có làm gì được. Mừng nhất là có thêm bà Hiên nữa ở đây. Thỉnh thoảng mình gọi điện cho nhau, thế là vui rồi. Này, tôi định tổ chức một buổi gặp mặt ba đứa chúng mình đấy. Ông với bà Hiên với tôi nhá. Này, ban ngày chúng nó đi vắng cả. Thế hôm nào, để tôi còn gửi thằng nhóc này. Hôm nào cũng được. Ông cứ ấn định đi, tôi chắc bà Hiên cũng dỗi thôi mà. Chỉ quanh quẩn ở nhà xem vô tuyến thôi. Vâng, vâng. Thôi, chào ông nhá. Mấy hôm nữa ông có chương trình nghị sự. Cháu ngoan ở nhà cho ông đi nhá. Về ông sẽ mua quà cho họ. Chả bố mày không biết lớn lên có quấn ông thế này không. Alo. Hả? À, bà Hiên đấy à? Thiền thế. Tôi với ông Nguyên vừa nói chuyện điện thoại. Vừa nhắc đến bà xong. Có chuyện này tôi phải nói với bà ngay, không thì quên mất. Nhà em ở sâu thế, không dẫn đi á. Vâng. Có mặt rồi thì. Anh dựng xe gọn vào còn lấy lối đi. Bây giờ ta vào xem đồ. Nếu anh ưng, ta bàn giá cả luôn nhé. Vâng. Trong nhà có ông bố chồng tôi, có mặt ông ấy, anh đừng nói gì, cứ như là bạn bè đến chơi nhé. Em yên tâm, bọn này chơi đẹp, biết cách ứng xử, rất lịch sự lại cực kỳ tử tế. Bố ơi, mở cửa cho con. Thôi nhá, lúc khác tôi gọi lại. Ra đây với ông nào. Chào bác. Chào anh. Mời anh vào. Vâng. Ông cho con hai cốc nước nhé. Nào, ra mẹ bế con. Cháu nhà em mấy tuổi rồi? Xinh nhá. Cháu lên 3 tuổi mà lười ăn, nên còi dí còi dị. May mà có ông lên chăm nên mới khá được một tí. Mời anh. Vâng, con xin bác. Nào, ra đây với ông, cho mẹ nói chuyện nhá. Hoàn quá. Anh uống nước đi. Vâng. Uống nước xong anh lên gác. Anh cứ xem xét thoải mái cho kỹ, anh đừng ngại. Thế xong thích lấy tiền mặt hay ngân phiếu? Tùy anh. Đang vụ làm ăn, kẹt tiền quá, nên em mới phải bán. Chứ chồng em khó tính lắm. Rồi anh xem, nhà sắm toàn đồ tốt. Ừ.
chị. Cứ tưởng ông lạc được. Lạc làm sao được, thằng cháu nó cuốn nửa mãi mới đi được đấy. Này, thế ăn rồi hay sao mà ngậm tăm thế này? Bà cả ông anh là cứ ngậm tăm suốt ngày. Bà Hiền đến chưa? Cứ vào đi để tôi đóng cửa. Chào ba. À, ông quản đốc đã đến rồi đấy à? Vâng. Sao ông đến muộn thế? Liên hoan mà đến tay không thế này à? À, đến ăn ké ông Nguyên với bà một bữa. Tình cảm là chính, ăn uống có đáng là bao. Bà Hiền dạo này trông béo già đấy nhỉ? Lên đây ăn trắng mặc trơn có khác. Không khéo lại giống cô Hương Sen. Lấy váy của chủ ra mặc, rồi lên giường nằm chụp ảnh. À, thế ông đã biết chuyện mới của cô Hương Sen chưa? Hôm kia, thằng rể nhà tôi nó gọi điện về quê, thấy bảo là cô Hương Sen đem về một sấp ảnh chụp ở ngoài hiệu ấy. Cái Hiền nhà tôi nó gọi là ảnh viện, cái nào cũng váy áo lộng lẫy, rồi tô môi, kẻ mắt, trông cứ như là diễn viên ấy. Nhất là cái ảnh chụp với anh người yêu, ăn vận cứ như là cô dâu chú rể, ôm eo nhau tình cảm lắm. Đúng là ô xin ngày nay đấy. Thế ông Nguyên tuyên bố thực đơn chưa? Thực đơn hôm nay gồm cá rô giòn rán giòn, tôm rang, rau dền luộc, và cuối cùng là món đặc sản đắt tiền. Ông Hào, ông đoán là món gì? Lại món thịt gà luộc chứ gì. Đã thống nhất là không có thịt thì lưu ra cả. Xin tuyên bố là món mắm cay. Này, đào đâu ra món mắm cay thế ông? Thằng cháu gọi tôi bằng cậu đi công tác lên đây. Mẹ nó ở Hải Phòng gửi cho tôi một chai. Thực đơn thế đủ chưa? Nếu thiếu, thêm một ít thịt quay và một ít bít tết. Thôi thôi, ổng xếp ngay hai cái món thịt ý lại. Thôi sao rồi. Ô hay, nãy giờ lôi nhau vào bếp đứng cả thế này. Thôi đi vào đi, tôi cũng xong rồi. Khi nào ăn nấu ào một cái là chín thôi. Phải không? Vâng. Này, nghe nhạc chứ? Dân ca nhạc trẻ, cải lương có cả. Tôi đã chuẩn bị sẵn để phục vụ hai ông bà. Gớm, ai chả biết ông lên đây lâu, sành điệu nhất nhóm này. Nhưng ngồi nói chuyện cho vui thôi, nhạc nhẽo làm gì đau đầu lắm. Này, bà Hiền hôm nay đóng vai tiếp viên được đấy chứ nhỉ? Lúc nãy tôi đang kể dở chuyện ông ăn thịt mỡ, ông Nguyên nhất định không tin đấy. Đúng, chuyện thật 100% đấy. Hồi làm gì có cái ăn nên trông thấy mỡ cũng thèm. Ông chỉ biết ai ăn được cả một cân mỡ luộc. Một cân thịt mỡ mà lại không có muối. Nhưng đúng ra chỉ có hai lạng là không có muối thôi, còn lại là có muối. Hồi cũng may là có thằng Tinh ở phòng kế hoạch. Bà Hiên còn nhớ không nhỉ? Nhớ, nhớ chứ. Nó chứng kiến từ đầu, thấy thương hại tôi nên nó đẩy đĩa muối vào sau nải chuối, nên không ai biết. Mọi người về sau cứ đinh ninh là tôi ăn hết chỗ ấy mà không có muối. Hôm ấy đầu đuôi là thế này. Bà chủ quán mua về một cân thịt mỡ, thế là cả bọn đối nhau. Tôi khăng khăng không có muối vẫn sơi tốt, nhưng mà ăn được khoảng 5 lạng thấy kinh. Gắp miếng thịt lên tôi cứ buồn từ má chạy lên hết cả tai. Thế ăn có hết không? Hết chứ. Không hết thì nguy. Tiền đâu mà trả. Nghĩ lại cứ thấy sợ. Này ông, nó buồn tai thật à? Buồn thật. Tai cứ ghê ghê. Buồn, buồn khó nói lắm. Bà bị muối cắn à? Để tôi bày cái này cho bà. Hôm nay đã tưởng không đến được, may mà tôi vớ được thằng bé bán bánh mì. Tôi đã định gọi điện xin lỗi hai ông rồi đấy chứ. Thế vợ chồng nó không cho đi à? Không, tại tôi thôi. Cái cửa bị khô dầu, đẩy ra không sao, đến khi kéo vào thì cứng ngắc, không thể nào khóa lại được. Loay hoay cả tiếng đồng hồ ngoài cửa, may mà có thằng bé đi qua mới mua một cái bánh mì rồi nhờ nó đóng cửa hộ. Chỉ sợ lát về không mở được cửa, vợ chồng nó đi làm về cơm nước chưa xong lại phiền. Bà yên tâm, ăn xong tôi đưa bà về, có gì tôi giúp. Vâng. Con bé con nó vứt ra gầm ghế thì mãi mới thấy. Đây bà xem, hiện đại lắm đấy.
Cái này của tàu à? Thế có giết được nhiều mũi không? Hiệu nghiệm lắm. Đây cũng là một cách để ngồi lì trong nhà. Cả năm nay tôi không bước chân ra khỏi cổng. Công nhận ông tài thật. Tôi là cứ phải đi nằm mãi trong nhà bí lắm. Đây, để tôi bảo. Bà ấn tay vào cái nút này, rồi vụt. Lưới nó có điện, muỗi vương vào là xong luôn. Ê, bà chạm vào tôi, có điện giật đau lắm. Tôi phải về bảo con tôi mua một cái mới được. Thằng Tàu nghĩ ra nhiều cái hay thật đấy. Bà Hiền, bà cho tôi thử cái. Đấy, ấn vào cái nút này. Vâng. Quạt. Rồi, quạt. Này này, để tôi đi nấu nướng, ăn rồi còn về kẻo muộn. Vâng. Ấy, rồi. Quạt chưa? Bà Hiền có vẻ đã quen hơn rồi. Hôm nay thấy bà phấn khởi. Cấm có thấy than vãn câu gì. Bạn bè gặp nhau trò chuyện hàn huyên. Bà phải tìm vui chứ tìm buồn làm gì. Bây giờ ông cho bể mâm ở đâu? Phòng khách hay dưới bếp? Thôi, ông cứ cho cái chiếu. Mình dân dã nó quen rồi. Ở với chúng nó cứ ép vào khuôn và phép. Chán lắm. Này bà, cho tôi xin cái bát để đựng mắm cái. Vâng. Bà, hôm nay bà phải uống bia đấy nhá. Vâng. Này bác, bát đây. Thơm quá. 2 năm rồi tôi mới được ăn mắm cái đấy. Ăn rau rền, chấm mắm cái, uống bia lạnh, không có gì bằng cả. Thịt cá cũng vứt. Ít một thôi. Xong rồi, tôi đi bia nhá. Này, tôi nói thật, bia ấy, ông uống thoải mái, còn nhiều trên gác. Nhà chủ đây nó không đếm đâu, thậm chí trăm gầu được. Chứ còn mắm cái, ông lấy ít thôi. Chủ nhà nó đo thôi đấy. Ông yên tâm. Trên tinh thần triệt để tiết kiệm. Chống lãng phí, được chưa? Bia đây. Bà Yên ơi, xong chưa? Xong rồi đây. Vâng, xin bà. Chào hợp trận quá. Hôm nay chúng ta phải ăn uống thật no say. Chẳng gì cũng là buổi hội ngộ đầu tiên của những người đi ở. Nguyên ơi, bà Hiền đâu rồi? Bà ấy dọn dẹp xong bà ấy về rồi. Sao ông không gọi tôi dậy? Tôi đã hứa đưa bà Hiền về tận nhà mà. Ông đi chưa chắc đã vững còn đứa ai. Thế nào, no chưa? No căng cả bụng. Tại ông với bà Hiền cứ ép tôi ăn thêm bát nữa. No quá.
Người này cứ rũ ra thèm ngủ. Bây giờ ba giờ cái nào chết muộn thế được rồi. Tôi gửi cháu hẹn 3 giờ về đón. Bạn ông quên không gọi tôi dậy sớm. Thấy ông ngủ ngon quá tôi không nỡ. Thôi về nhá. Có gì gọi điện sau nhá. Chào tí chào tí. Đang có trẻ cô. Thì cô lại có cả quà. Về nhá. Bạn gọi điện cho tôi nhá. Về nhá. Bố về đâu, con chở bố đi. Về ngay đây thôi, tôi biết đường rồi, đi bộ được. Bố yên tâm, con lấy Hữu Nghị thôi, bố mở hàng cho con. Cả ngày hôm nay con đen quá. Gần hết ngày rồi còn mở hàng. Thật đấy bố ạ, con ở quê mới lên đây làm, chưa quen nên không thành khách ở bến được. Đành phải đón khách lẻ ở ngoài đường. Về khách sạn Bạch Trường. Con đã dặn mẹ rồi, quần áo màu thì phải để riêng, chán quá. Mẹ không để ý, để mẹ giặt lại cho. Ố thế này thì phải dùng thuốc tẩy mới sạch. Con đưa mẹ nào. Thôi mẹ, để mai con mang sang hàng thuê người ta giặt vậy. Thôi để mẹ giặt, cái gì cũng thuê thì tiền đâu mà trả. Xã hội công nghiệp bao giờ cũng đánh giá hiệu quả lên hàng đầu. Mất tiền nhưng được việc. Mà chưa mẹ đi đâu, con gọi về nhà mà không thấy. Mẹ ra ngoài có tí việc, ở lâu trong nhà nó bí bách quá. Phố xá xe cộ đi lại nườm nượp, mẹ đi đâu cũng phải cẩn thận. Lỡ xảy ra chuyện gì thì khổ mẹ, khổ cho cả chúng con. Bây giờ vào viện tốn kém lắm mẹ. Mẹ đi bộ, toàn đi trên vỉa hè thôi mà. Đi bộ mà số đèn thì vẫn cứ xong. Mẹ không nghe chuyện, có bà gặp hạn, ở lì trong nhà, không ra ngoài đường, đề phòng cẩn thận. Tưởng thế là thoát, ai dè ở trong nhà bị quạt trần nó rơi vào đầu đấy ạ. May nhà con không có quạt trần. Gửi chị. Cảm ơn anh. Sao lại thế này? Những 516.000, anh ơi xem lại có nhầm không? Máy tính hiện đại không nhầm đâu. Có đúng tên nhà chị không? Vâng. Thế không nhầm đâu, chị kiểm tra người nhà xem có ai gọi không. Mẹ ở nhà, có cho ai gọi nhờ điện thoại không ạ? Không. Mà làm sao con lại hỏi thế? Phải gọi nhiều lắm thì mới hết tới những ngần này. Bình thường mỗi tháng chỉ gần 200 ngàn thôi ạ. Mà có nhiều số lạ, khéo có đứa nào cô trộm điện thoại nhà mình ấy. Con phải gọi điện hỏi chồng con. Mua bán làm ăn, mất vài trăm ngàn còn sót. Đằng này, móc túi trả gần ấy tiền. Quá bị người ta cướp không à? Này Hiền, con không phải làm thế đâu. Lỗi tại mẹ. Mẹ gọi à? Ở nhà buồn nên ngày nào mẹ cũng gọi điện cho mấy người bạn hàn huyên hàng tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng mẹ cũng có gọi điện về Bắc Giang hỏi thăm bọn trẻ. Mẹ không ngờ lại tốn kém đến như thế. Điện thoại chỉ thông tin ngắn gọn, mẹ làm thế thì con không chắc lép gì mà cấm đoán mẹ không được gọi điện thoại. Nhưng đây là thành phố, cái gì cũng phải quy ra tiền cả. Mẹ là người nhà quê, nghĩ gì làm nấy, nên chưa biết việc trên này. Để mẹ xin lỗi chồng con. Con nói không phải để cho mẹ xin lỗi,
mà chỉ muốn mẹ hiểu ra sự việc để mẹ rút kinh nghiệm. Ngay cả việc mẹ bỏ nhà đi suốt cả buổi sáng hôm nay cũng thế, không có ai trong nhà, nếu có kẻ gian vào bê hết đồ đi thì sao ạ? Ở quê mở cửa cả ngày thông thống cũng không việc gì, nhưng ở đây nó khác, người tốt kẻ xấu không biết đâu mà lần. Đang làm gì mà mãi mới ra nhấc máy thế? Tôi không làm sao cả, đang bận chút việc nên không gọi điện thoại lâu được đâu. Sao thì thào thế, nói to lên nào. Thôi nha, chúng nó đang ở nhà, để mai hãy gọi lại cho tôi. Chào ông. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Cụ chả bảo con đưa cụ về đây là gì? Sao anh lại đỗ ở đây? Tôi bảo nhà tôi vào trong ngõ này cơ mà. Thì bố chả bảo con đưa bố về khách sạn này là gì? Thôi đi đi, lần sau phải hỏi người ta xem là đỗ ở đâu chứ. Bác Hào, này, nhà bác đang bị chết nợ, bác bảo vệ đi giờ, chúng tôi đánh cho thì khổ. Sao lại thấy cụ thể thế này? Thôi để tôi đi gọi vợ chồng nó về. Họ trốn cả rồi. Này, chúng nó nhờ tôi chuyển cho bác đi thương này. Việc làm ăn của vợ chồng con không may bị vỡ nợ, chúng con phải tạm lánh một thời gian. Chưa con về tìm bố mà không gặp, con gửi bố 2 triệu, bố đưa cháu về quê. Chúng con sẽ cố về sớm để đón cháu. Chúng dặn bác phải đi luôn. Để hai bộ quần áo của bác cháu để trong nhà, còn thằng nhóc đang chơi với con cháu. Hay là bác cứ ra đầu đường đợi để cho bố nó ra cho. Chứ cứ luẩn quẩn ở đây họ mà biết thì khổ. Tìm thương cho. Không biết này, thế nào cũng lại xảy ra chuyện. Bác đi đi. Alo. Tôi đây.
sao đây? Gớm. Lúc nãy ông uống say quá, bạn bè về mà không biết. Bà nói to lên, tôi không nghe rõ. Để mai tôi gọi lại cho ông nhá. Bây giờ không tiện. Các cháu nó đang ở trên gác. Nhưng tôi đang ở ngoài đường. Sao, ông vẫn chưa về nhà? Tôi gọi điện đến để chào bà đấy mà. Hả? Có chuyện gì xảy ra với ông thế? Vừa có một chuyện rất kinh khủng xảy ra với gia đình chúng tôi. Chúng nó bị tai nạn à? Không, nhưng tôi lo quá bà. Ông cứ nói lấp lửng tôi chả hiểu gì hết. Chuyện cũng dài, tôi sẽ kể cho bà nghe sau. Bây giờ tôi phải đưa cháu đi trốn, kẻo họ túm được thì nguy. Khổ quá, sao lại ra nông nỗi ấy? Hay là ông cứ đến đây rồi ta tính. Tôi chỉ muốn nhờ bà một việc. Ông ơi, lau cho cháu. Bà chờ tôi một lát nhé. Cậu Hoàng, cô ăn hết bát phở, kẻo lên đi tầm đói nhé. Alo, tôi đây. Bây giờ tôi định đưa cháu về quê. Lát nữa, ông cháu tôi ra ga luôn mà. Thế ông đã mua vé chưa? Chưa, nhưng chắc cũng dễ thôi mà. Tôi muốn nhờ bà một việc. Ông cần tiền phải không? Không, tôi có tiền rồi. Nhiều nữa là đằng khác. Tôi nhờ bà xin cho cháu vào nhà trẻ. Việc nhà nông bận lắm, không có thời giờ chơi với cháu cả ngày đâu. Tôi hiểu, ông cứ chờ tôi cửa ga, tôi sẽ ra ngay. À, tôi gọi điện cho ông Nguyên nhá. Ê, không cần đâu. Giờ này con cái ở nhà, ông ấy ngại, không muốn nghe điện đâu. Để về quê tôi gọi điện cho ông ấy sau. Bà ra ngay nhá, tôi chờ đây. Vâng. Đằng nào thì việc cũng đã lỡ. Cứ coi như là điện thoại anh bạt công việc có hơn không? Nhưng một phần cũng là lỗi của chúng mình. Hàng ngày quanh ra quẩn vào với bốn bức tường với mấy con chim cũng buồn lắm. Mẹ gọi điện nói chuyện với bạn bè cho khuây khỏa cũng là điều dễ hiểu. Nếu biết trước hậu quả này, chắc mẹ sẽ không làm. Vì thương con nên mẹ mới chịu ở lại đây. Đúng là cũng tủ túng lắm. Thực lòng em cũng không có ý gì. Tại vì buổi chiều bực ở cơ quan, về nhà lại thấy cái áo bị ố, thành ra quá lời. Để mai em xin lỗi mẹ. Tại sao lại để đến mai? Em muốn bà cụ đến nay mất ngủ à? Thế lát nữa ăn cơm xong anh lên trước để em nói chuyện với mẹ nhé. Ừ, thôi mình xuống đi, kéo mẹ đợi. Anh đói quá, không biết mẹ cho bọn mình ăn món gì. Mẹ ơi! Già là hay cả nghĩ lắm. Anh ơi, làm thế nào bây giờ anh? Em cứ bình tĩnh để anh tính xem.
Chắc là có chuyện gì quan trọng nên bà cụ mới bỏ đi gấp. Chiều em có thấy mẹ nói gì đâu. Em chỉ sợ mẹ nghĩ quẩn rồi bỏ đi thật. Đồ của mẹ vẫn để đây. Chắc mẹ không đi lâu đâu. Anh chỉ ngại phố xa xe cộ mà mẹ lại không thuộc đường. À, em có biết nhà người bạn nào của mẹ ở đây không? Em không biết. Em ở nhà, để đi tìm mẹ. Nhưng mà anh định đi đâu? Thì cứ đi đã. Để em đi cùng với anh. Đưa tôi bế đỡ cho nào. Thế hai ông cháu ăn gì chưa? Cháu ăn rồi. Còn tôi bụng dạ nào mà nuốt nổi chứ. Ai ngờ bữa cơm hội ngộ hôm nay lại là bữa cơm chia tay. Ông Nguyên mà biết ông buồn lắm. Này, sao đúng quần cháu ướt thế không? Nó đứng chờ tôi đi mua vé, không ai cho nó đi vệ sinh. Mà quần áo tôi lại để trong túi này, sợ mất nên tôi không tịt lại rồi. Thôi, ông gạch chỉ ra, lấy tôi thay cho cháu. Gấp mà ông nhắn tôi ra đây. Vợ chồng nó vụt vỡ nợ. Hai vợ chồng nó tham vọng quá lớn. Muốn giàu có nên bỏ làm nhà nước, buôn bán cháo chở. Rốt cục bị người ta lừa lại. Bây giờ trắng tay, phải vứt con lại mà trốn. Đến nỗi ấy cơ à? Tội nghiệp ông. Tưởng lên đây với con cháu an nhàn tuổi già, ai ngờ phải hứng chịu hậu quả thế này. Không biết hai vợ chồng nó có làm sao không. Tiền của mất còn làm lại được. Chứ người mà mất thì hết. Hay là ta đi báo công an, biết đâu bọn nó lừa. Không, bọn con tôi làm, nó phải trả giá thôi. Thư gửi đúng chữ của nó, không có gì bất chính mà bền đâu. Cực chẳng đã mới phải đưa cháu về quê. Liệu còn cách gì không? Hết cách rồi. Về quê nếu xin được vào nhà trẻ, có bạn bè, nó cũng nuôi nhớ bố mẹ. Mai tôi sẽ gọi điện hương. Ông cứ đưa cháu đến, các cô giáo sẽ giúp ông. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng thằng bé cần phải được học hành, nuôi dạy đàng hoàng. Cuộc sống thành phố từ sung sướng vật tư đừng không yên tâm, cứ nháo nhào lúc nào cũng căng thẳng. Đến giờ tàu chạy rồi, để tôi đi đây. Để tôi đưa ông ra cửa. Thế thì mời bác ra mua vé tiễn ạ. Thôi, bà đưa cháu cho tôi. Bà về đi, kẻ bác cháu nó mong. Ông cháu tôi đi nhá. Thank you.
cái kia em. Vâng, đúng rồi. Anh về trước đi, em vào ngồi nói chuyện với mẹ một lát nhé. Đây, cầm kéo cho mẹ. Con đi tìm mẹ nhưng không thấy đâu cả. Vừa về đến nhà thì chị Phương bảo mẹ ra ngồi đây. Mẹ thấy buồn, mẹ muốn ngồi đây một lát cho thanh thản. Con xin lỗi mẹ về chuyện chiều nay. Mẹ không trách con. Mẹ buồn chuyện khác. Mẹ thấy mình không hợp với cuộc sống ở đây. Chúng con rất cần mẹ. Mẹ biết, nhưng con cũng phải hiểu cho mẹ. Cứ sống ở giữa bốn bức tường, mẹ chẳng khác gì con chim nuôi làm cảnh bị nhốt ở trong lồng. Sao mẹ nói thế? Vợ chồng con yêu thương mẹ hết mực. Hay là vì nhà nhiều việc, lại thiếu người, nên mẹ muốn về? Mẹ cũng không định sẽ về ngay bây giờ. Nhưng mẹ cũng không sống mãi thế này được. Nó bức bách quá. Mẹ cũng đã cố, nhưng không được con ạ. Nhiều khi mẹ thấy mình như người đi ở. Có khi nào vợ chồng con dám nghĩ như thế đâu ạ. Chúng con chỉ muốn mẹ ở đây được vui vẻ. Mẹ biết các con thương yêu, muốn chăm sóc cho mẹ. Những công việc ở đây chỉ bằng một phần việc ở nhà quê, nhưng càng ở càng xa lạ, càng sợ hãi. Như thế khổ lắm con ạ. Chẳng qua tại vì mẹ hay suy nghĩ, rồi mọi việc sẽ tốt hơn ạ. Các con đừng giận mẹ. Người già hay trái tính trái nết. Bắt các con phải chiều mẹ thì khổ các con. Tốt hơn cứ để cho mẹ về. Thôi thì mẹ đã muốn, con không dám giữ. Nhưng mẹ ở đây thêm một thời gian nữa cũng là để chúng con tìm cách thu xếp việc nhà. Mẹ nói thế này, việc nhà không nhiều, máy móc làm hết. Hai vợ chồng mỗi đứa cố một tí, đừng có ỷ lại vào người làm. Được cái nọ lại hỏng cái kia. Đến mẹ đẻ ở với con còn mệt nữa là người ngoài. Bọn con cũng đã thử, nhưng công việc cơ quan quá bận rồi. Anh ấy lại đang được thử thách để đề bạt vào cương vị lãnh đạo. Vì thế chúng con mới phải làm như vậy. Mẹ nghĩ thế nào thì mẹ nói vậy. Các con phải tự quyết định chính cuộc sống của mình. Nhưng có điều mẹ nhắc thế này, dù khó khăn thế nào các con cũng phải giữ gìn. Đói cho sạch, rách cho thơm con ạ. Làm điều gì bất chính sẽ không bền đâu. Vâng, mẹ yên tâm. Thôi khuya rồi, mẹ về nhà nghỉ đi. Cháu đã sửa lại hai cái áo cho cô Việt, cháu để cả ở trong này ạ. Cảm ơn cô Hồng. Nào cô Việt, quanh tay lại chào cô chưa? Cháu chào cô. Hoàn lắm. Chào bác ạ. Cô Việt về nhá. Vâng ạ. Tôi về cô nhá. Hôm nay cô Việt đi học có được chú bé ngoan không? Có. Ngoan lắm, tí ông thưởng cho cô Việt nhá. Vâng ạ. Now,
chị, ôi giỏi quá, ôi cháu giỏi quá. Ôi, giỏi lắm, ô, cái đầu tàu này chạy khỏe quá. Ờ, ông bé là ô, tu thịt, tu chi thịt. Kìa, biết bạn nào kia không?